Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về loại hạt giống, đó là hạt giống hoa mẫu đơn kép mít. Đó. Thế thì trong một gói này có 10 hạt các bạn ạ. Với cái hoa mẫu đơn kép này thì khi mà nở ra bông của nó rất là đẹp, to, tròn, màu sắc rất là tươi sáng và bắt mắt. Đó, trong một gói này là đã trộn lẫn tất cả các màu rồi các bạn nhé. Đó, xuất xứ của loại hoa này là từ Nhật và cái thời gian ra hoa là khoảng tầm 1 đến 2 năm sau thì bắt đầu cây mới của chúng ta mới cho ra hoa, bởi vì cái thời gian nó trồng từ hạt nó khá là lâu cho nên là khi mà cây của chúng ta ra hoa thì nó cũng lâu hơn so với mà chúng ta trồng bằng cây con hoặc là trồng bằng cảnh. Đó, thế thì với cái hoa mẫu đơn kép mít này thì các bạn thấy là cái thời gian và sinh trưởng của cái cây này nó khá là dài như vậy, nhưng mà khi mà hoa của chúng ta ra thì nó lại được cái thời gian tàn rất là lâu, nó phải tầm vài tháng các bạn ạ. Đó. Và cái nhiệt độ gieo của cây hoa mẫu đơn này nó rơi vào tầm 18 cho đến 15 cho đến 28 độ C. Đó. Và cái nhiệt độ để cây sinh trưởng và phát triển tốt là 15 cho đến 38 độ. Đó. Một cái dải nhiệt độ cũng khá là dài đúng không các bạn? Các bạn thấy là cái hoa mẫu đơn kép này của chúng ta thì hiện nay các bạn thấy là ở trên thị trường ấy nó cũng có cả nhiều loại khác nhau, và mỗi một loại thì nó sẽ có một cái đặc tính và bằng một đặc thù riêng. Đó. Thế thì với cái hoa mẫu đơn kép này thì cái ý nghĩa của cái hoa mẫu đơn kép này nó rất là sang trọng, tức là tượng trưng cho cái sự giàu có và vương giả, tức là chỉ có những người ta thường nói là có những kiểu như là nhà nào mà chơi sang ấy thì người ta mới chơi hoa mẫu đơn thôi. Thế nhưng mà với cái xu thử hướng hiện nay thì tất cả chúng ta đều có thể chơi được hoa mẫu đơn. Đó. Nhìn trông cái hoa hình dáng hoa rất là đẹp và bắt mắt đúng không các bạn? Đó. Thế thì các bạn sẽ ngâm vào ủ cái hoa mẫu đơn này khoảng tầm vài tháng sau các bạn nhé. Thì hạt hoa của chúng ta nó bắt đầu mới nảy mầm. Và lúc đó thì các bạn bắt đầu mới đem ra trồng được. Đó. Thế thì sau 1 đến 2 năm thì hoa của chúng ta nó sẽ bắt đầu mới cho ra hoa. Và thấy là những cái bông hoa mẫu đơn này rất là đẹp đúng không ạ?